Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trận động đất lớn ở Nhật Bản vào chiều ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã ngay lập tức được ghi lại trên các máy đo địa chấn gần đó và những phút tiếp theo trên khắp thế giới đều ghi nhận được. Theo đài truyền hình của Mỹ, năng lượng sóng địa chấn truyền ra ngoài theo mọi hướng và theo từng đợt như gợn sóng trên mặt nước, dọc theo bề mặt trái đất và xuyên qua lõi của nó. Viện Nghiên cứu Địa chấn Hợp nhất IRIS cho biết, trận động đất được ghi lại trên máy đo địa chấn ở phía bắc bang Alaska của Mỹ 9 phút sau khi động đất ở Nhật Bản xảy ra. Sau đó, sóng địa chấn đến thành phố Casper, bang Wyoming sau 12 phút và đến thị trấn Pittsburgh, bang North Carolina sau 14 phút. Mặc dù các dư chấn luôn được dự đoán trước sau một trận động đất lớn như thế này, nhưng các sóng trong biểu đồ bên dưới có thể vẫn xuất phát từ cú sốc ban đầu vì lúc đó trái đất rung lên như một chiếc chuông với năng lượng phản xạ từ lớp vỏ và xuyên qua lõi. Máy đo địa chấn ở Pittsburgh giống như những nơi khác trên toàn cầu tiếp tục ghi lại chuyển động này trong vòng vài giờ sau cú sốc ban đầu. Trong bản tin phát đi vào tối mùng 2 tháng 1, đài NHK dẫn lời đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Sika ở tỉnh Isaka cho biết hệ thống cung cấp điện từ các nguồn bên ngoài cho cơ sở này vẫn không thể sử dụng được một phần. Nguyên nhân là do đường ống của hai máy biến thế dùng để nhận điện từ bên ngoài của hai lò phản ứng đã bị hư hỏng do trận động đất, khiến dầu cách nhiệt và làm mát bị dò dỉ ra ngoài. Tuy nhiên, điện vẫn tiếp tục được cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Sika thông qua các phương tiện khác và nguồn điện dành cho các thiết bị an toàn quan trọng vẫn được đảm bảo. Với các máy phát điện diesel khẩn cấp, theo đơn vị vận hành, chúng có đủ nhiên liệu để hoạt động trong 7 ngày. Đài NHK cho biết thêm, một hôm sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Ishikawa, công ty điện lực Hokuriku đã tổ chức họp báo, nói rằng cả hai lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Shika ở thị trấn Shika đã ngừng hoạt động từ lâu trước khi xảy ra trận động đất. Theo đơn vị vận hành, một dung chấn có cường độ cấp 5 trên thang đo độ mạnh của động đất gồm 7 cấp từ 1 đến 7 của Nhật Bản đã xảy ra ở tầng hầm của lò phản ứng số 1 khi trận động đất lớn xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày 1 tháng 1. Lò phản ứng số 1 đã rung lắc 336,4 GAL, đơn vị đo gia tốc, trong đó 1 GAL tương ứng với chuyển động 1 cm trên dây bình phương theo chiều ngang và 329,9 GAL theo hướng thẳng đứng. Cả hai thông số này đều thấp hơn so với chuyển động của lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khi xảy ra thảm họa năm 2011. Chuyển động 600 GAL theo chiều ngang và 405 GAL theo chiều dọc. Trước đó vào chiều 1 tháng 1, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm dung chuyển bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền trung của Nhật Bản. Nếu tính theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, trận động đất này ở cấp độ 7 là cấp độ cao nhất và nó đã khiến cơ quan khí tượng Nhật Bản phải phát đi cảnh báo sóng thần lớn lần đầu tiên kể từ thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Hôm mùng 2 tháng 1, tuy cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ, nhưng theo xác nhận của thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, mức độ thiệt hại bởi động đất rất lớn. Thực tế cũng cho thấy, tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Iskawa, nơi nằm ở Tâm Trấn, đã xảy ra nhiều đợt sóng thần cao từ 1m 1 m đến 1,2 m Động đất còn khiến hơn 100 tòa nhà, trong đó có nhiều cửa hàng bằng gỗ. Xung quanh thành phố Asaichi nổi tiếng, ở trung tâm thành phố Wajima bị cháy. Hình ảnh do máy bay trực thăng của đài NHK ghi lại hôm 2 tháng 1 cho thấy, lửa đã bùng lên ở nhiều nơi trong thành phố Wajima khói trắng bốc lên trên diện rộng. Trong khi đó, tại Kanazawa, thành phố lớn nhất tỉnh Ishikawa, người ta cũng chứng kiến cảnh đổ nát khi nhiều ngôi nhà bị lật và đường xá bị hư hỏng hoặc bị cắt đứt bởi động đất mạnh. Để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, chính phủ Nhật Bản đã điều động 3.000 cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa từ khắp cả nước đến khu vực động đất. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang bị cản trở do đường xá bị hư hỏng nặng và bị tắc nghẽn. Trận động đất xảy ra vừa qua tại Nhật Bản không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người sống sót. Số người thiệt mạng vì trận động đất lớn tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 vẫn tăng lên. Được biết, trận động đất 7,5 độ Richter tấn công vào bán đảo Tô tại Nhật Bản đã kéo theo sóng thần, san bằng nhiều nhà cửa và phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phá hủy đường xá cũng như các phương tiện liên lạc ngay sau khi động đất xảy ra, chính phủ Nhật Bản đã lập tức gấp rút triển khai công tác cứu hộ và viện trợ cho những người sống sót. Tuy nhiên, đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, những người sinh sống tại khu vực gần tâm chấn cũng phải đối diện với nhiều khó khăn khi các vật phẩm thiết yếu đang cạn dần, phải tạm sinh sống trong điều kiện thiếu thốn vào thời điểm thời tiết mưa lạnh. Theo tỉnh Ishikawa, đã có hơn 33.000 người phải sơ tán khỏi nhà, và một số khu vực không có nước, điện và tín hiệu không ổn định. Thị trường của các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất yêu cầu chính phủ nhanh chóng dọn đường và cung cấp viện trợ tại cuộc họp thảm họa khẩn cấp khu vực được tổ chức vào sáng hôm ngày 3 tháng 1. Ông Masuhiro Izumiya, thị trường thị trấn Suzu, nơi có khoảng 13.000 người dân sinh sống cho biết, ngay cả những người thoát chết trong gang tấc cũng không thể sống sót nếu không có thức ăn và nước uống. Chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào ông Shigeru Sakaguchi, thị trưởng thành phố Wajima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất, cho biết ông rất biết ơn những nỗ lực của chính phủ, nhưng cho đến nay khu vực này mới chỉ nhận được 2.000 bữa ăn dù có tới 10.000 người sơ tán. Thứ trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ đã gấp rút mở một tuyến đường biển để cung cấp viện trợ và một số xe tải lớn hơn hiện có thể đến được một số khu vực xa xôi hơn. Ông Mitsuru Kida, một người sống sót sau trận động đất ở thành phố Wajima, lo ngại rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một quá trình tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh đường xá bị chia cắt, cơ sở hạ tầng bị hư hại và thực tế những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất nằm ở vùng hẻo lánh đã khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khi động đất xảy ra, những trận động đất cường độ yếu hơn vẫn tiếp diễn tại bán đảo Noto. Lần đầu tiên kể từ năm 2011, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA hôm qua đã phải phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở bán đảo Noro thuộc tỉnh Ishikawa. Đây là rung chấn mạnh nhất trong tổng cộng 155 trận động đất xảy ra ở miền trung Nhật Bản trong ngày đầu năm mới. Kể từ năm 2020, bán đảo Noro đã ghi nhận 5 trận động đất mạnh trên 5 độ. Hơn 500 trận động đất trên 1 độ đã xảy ra trong khu vực kể từ tháng 12 năm 2020. Hồi tháng 5 năm 2023, loạt địa chấn 5 đến 6 độ diễn ra ở đây khiến một người thiệt mạng, 49 người bị thương và phá hủy khoảng 200 tòa nhà. Các nhà nghiên cứu của chính phủ Nhật Bản hồi tháng 5 năm ngoái cảnh báo hoạt động địa chấn dự kiến tiếp diễn trong một thời gian và kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai. Động đất thường xảy ra tại đường đất gãy giữa các mảng kiến tạo, những khối đá khổng lồ tạo nên lớp vỏ trái đất. Đất gãy cho phép các khối đá dịch chuyển tương đối so với nhau, nhưng đôi khi chúng mắc kẹt với nhau, khiến áp lực tại các đường đất gãy gia tăng. Heidi Gashemi, nhà địa chấn học tại tổ chức Geoscience Australia ở Canberra nói, khi áp lực ngày một tăng và đạt tới đỉnh điểm, các màng kiến tạo sẽ bị trượt. Khi xảy ra hiện tượng trượt, năng lượng sẽ được giải phóng dưới dạng sóng địa chấn, khiến cho mặt đất rung chuyển, gây ra động đất. Dù chưa xác định chắc chắn nguyên nhân trận động đất ngày mùng 1 tháng 1, các nhà nghiên cứu cho rằng mức nước ngầm gia tăng có thể góp phần gây ra sự bất ổn của hoạt động địa chấn trong khu vực. Junichi Nakajima, giáo sư khoa khoa học trái đất và hành tinh tại Viện Công nghệ Tokyo cho biết, Nước ngầm dâng cao có thể xâm nhập vào các đường đứt gãy, khiến chúng dễ trượt. Phân tích của các nhà nghiên cứu sóng địa chấn chỉ ra, nước ngầm tích tụ ở độ sâu từ 20 đến 30 km và nếu nó dâng cao lên khoảng từ 10 đến 15 km, động đất có thể xảy ra. Horvoje Tkatcic, người đứng đầu khoa địa vật lý kiêm giáo sư tại trường nghiên cứu trái đất thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết, hiện tượng này chỉ xảy ra khi mảng kiến tạo này trượt lên trên mảng kiến tạo kia, khiến nước ngầm dịch chuyển theo chiều dọc. Ông cho biết Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. Bốn trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt trái đất nằm ở Nhật Bản. Quốc đảo này cũng nằm trên vành đai lửa, chuỗi các núi lửa và địa điểm hoạt động địa chấn ở rìa Thái Bình Dương, khiến Nhật trở thành một trong những nơi dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Aitaro Kato, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Động đất thuộc Đại học Tokyo cho hay, hoạt động địa chấn ở bán đảo Noro đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong trận động đất ngày 1 tháng 1, ông nói dòng nước ngầm có thể làm các đường đứt gãy bị trượt và gây ra vết nứt lớn hơn. Chúng ta cần tiếp tục chú ý đến hoạt động này. Do Nhật Bản nằm sát biển, những trận động đất như vậy có thể gây ra sóng thần. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, không phải mọi va chạm giữa hai mảng kiến tạo dưới biển đều gây ra sóng thần. Khoảng 10 phút sau khi động đất xảy ra hôm 1 tháng 1 ở Noro, đợt sóng thần cao khoảng 1,2 mét tràn vào cảng Wajima của bán đảo. Điều may mắn là các đợt sóng thần sau đó có cường độ thấp hơn và không gây thiệt hại nặng cho khu vực bờ biển cũng như các nhà máy điện hạt nhân. Dù vậy, thảm họa động đất đã khiến nhiều công trình sụp đổ, hơn 30.000 hộ gia đình mất điện và ít nhất 48 người thiệt mạng. Động đất và sóng thần không thể dự đoán chính xác, song các nhà khoa học có thể nắm rõ những khu vực có nguy cơ cao nhất. Khoảng 500.000 trận động đất xảy ra mỗi năm, nhưng hầu hết không được phát hiện, trừ khi có những cảm biến địa chấn hiện đại khoảng 100.000 trận có thể cảm nhận và chỉ khoảng 100 trận gây thiệt hại. Theo Reese Blackley, nhà phân tích của Times, Hitara Naoshi, giáo sư kiêm chuyên gia về động đất tại Đại học Tokyo, cảnh báo những người đã sơ tán ở Nhật không nên trở về nhà cho đến khi tất cả các cảnh báo được dỡ bỏ. Ông lo ngại nguy cơ xảy ra một trận động đất mạnh và kéo theo sóng thần xảy ra trong thời gian tới, khi hoạt động địa chấn dưới lòng đất vẫn tiếp diễn.